Chủ tịch UEFA, ông Gafferin thừa nhận cách tổ chức Euro 2021 là không thực sự phù hợp và không công bằng với các đội bóng. Để kỷ niệm 60 năm kể từ kỳ Euro đầu tiên diễn ra, UEFA đã đưa ra quyết định kỳ lạ vào năm 2012 rằng giải đấu sẽ được tổ chức trên toàn châu lục thay vì một quốc gia đăng cai duy nhất. Đây được xem là một sự phá vỡ truyền thống. Chính vì vậy, tính từ thời điểm đó đến nay thì quyết định này của UEFA luôn nhận được những sự gièm pha từ giới mộ điệu khắp lục địa già. Đỉnh điểm là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành từ năm 2019, thể thức mới này của Euro đã nhận được những sự phản đối gay gắt. Tuy vậy, bằng một cách nào đó thì quyết định trên vẫn đã được giữ nguyên. Kỳ Euro 2021 đã được diễn ra trên khắp các sân cỏ châu Âu. Tuy nhiên, ngay cả khi giải đấu đã đi được sắp hết chặng đường, câu chuyện này tiếp tục trở thành một đề tài để tranh luận. Mới đây nhất, ngay cả chủ tịch UEFA hiện tại là ông Alexander Seferin đã công khai phê bình quyết định trên của những người tiền nhiệm. Alexander Seferin thừa nhận rằng hệ thống tổ chức Euro 2021 không công bằng đối với người hâm mộ. Chưa hết, ông cho rằng việc các đội bóng, người hâm mộ phải di chuyển quá nhiều giữa các quốc gia là điều không phù hợp. Tôi sẽ không ủng hộ nó nữa, Seferin nói với BBC Sport. Nói một cách nôm na là giải đấu thực sự đã không công bằng với các đội bóng. Bởi có đội thì phải di chuyển 10.000 km suốt giải đấu, nhưng có đội chỉ di chuyển 1.000 km, ông nói. Bên cạnh đó, thật không công bằng cho những người hâm mộ. Những người đã phải ở Rome một ngày và chỉ vài ngày sau đó, họ phải có mặt ở Baku. Nên nhớ, đó là một chuyến bay kéo dài 4 tiếng rưỡi. Chúng tôi đã phải đi rất nhiều nơi, đến các quốc gia có khu vực pháp lý khác nhau, các loại tiền tệ khác nhau, các quốc gia trong và ngoài Liên minh châu Âu, EU, nên điều đó không hề dễ dàng. Nếu là tôi sẽ không đồng ý với phương án tổ chức Euro như thế này, ông Alexander Seferin kết luận. Hiện tại, Euro 2021 chỉ còn một trận đấu nữa là kết thúc. Trận chung kết để tìm ra nhà vua mới cho bóng đá châu Âu sẽ là cuộc đấu giữa Anh và Italia, diễn ra vào 2 giờ ngày 12 tháng 7 tới đây.